Đối với những người theo dõi kênh Quang Linh Vlogs, chắc chắn sẽ quen thuộc với Lindo, chàng trai Angola thuộc team châu Phi. Anh chàng này thật thà, chăm chỉ, cẩn thận. Anh chàng đã khen ngợi hương thơm của món phở. Anh chàng còn rất lịch sự khi mời mọi người dùng trước. Khi nếm thử miếng đầu tiên, biểu cảm ngạc nhiên trên khuôn mặt Lindo khiến mọi người cảm thấy vui vẻ. Lindo ăn phở cùng bố của Quang Linh, anh chàng người châu Phi còn chia sẻ thêm rằng anh rất bất ngờ và hạnh phúc khi bước xuống sân bay Nội Bài. Anh thấy có người nhận ra mình, vẫy tay chào và lại đến xin chụp hình chung. Lindo còn dạo chơi trong ngõ và thân thiện chào hỏi các người dân xung quanh. Trong đó, có những người lớn tuổi cũng là fan của anh. Họ luôn xem các video của Quang Linh và Lindo còn mời anh chàng thử uống trà đá. Lindo tươi cười, nói chuyện bằng tiếng Việt lưu loát, đặc biệt là giọng nói mang âm điệu đúng chuẩn người Nghệ An. Tiếp tục đồng hành và theo dõi những bước chân của Lindo trên hành trình khám phá Việt Nam và hãy đăng ký kênh Tiểu Sử Ngôi Sao để được cập nhật những thông tin mới nhất bạn nhé.